Jurgen Klopp lại tỏ ra rất sốc khi biết tin Trent Alexander-Arnold không được huấn luyện viên Gareth Southgate triệu tập lên đội tuyển Anh. Trong buổi họp báo trước trận gặp Arsenal mới đây, huấn luyện viên người Đức cho biết cậu học trò của ông đã lấy lại phong độ ở thời gian gần đây và xứng đáng được trao cơ hội lên tuyển. Tôi rất tôn trọng những quyết định của Gareth Southgate, tuy nhiên tôi lại không thể hiểu nổi lý do vì sao Alexander-Arnold không được triệu tập. Ít nhất là trong hai mùa giải trước, cậu ấy luôn nằm trong top những hậu vệ phải hàng đầu thế giới. Đó chính là sự thật, và với một cầu thủ ở độ tuổi như cậu ấy thì lại càng khó tin. Mùa giải này, cậu ấy bị Covid từ rất sớm. Bạn phải hiểu rằng cậu ấy đã mất một khoảng thời gian dài để có thể trở lại. Cách đây 2 ngày, trên tài khoản Instagram, Ansu Fati đã đăng tải thông điệp động viên chính bản thân mình, đồng thời bày tỏ quyết tâm sớm trở lại sân cỏ. Sau thông điệp kể trên, Ansu Fati nhận được rất nhiều lời động viên từ bạn bè, người thân, cổ động viên, đồng đội và những đồng nghiệp khác. Trong số những cầu thủ động viên sao trẻ của Barcelona có Cristiano Ronaldo. Trên Instagram, tiền đạo của Juventus đăng tải một video clip đến kèm lời nhắn: "Con sẽ sớm trở lại thôi, tiếp tục cố gắng nhé." Việc Ronaldo khích lệ tinh thần của một cầu thủ Barcelona đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Trên mạng xã hội, không ít cổ động viên Barcelona đã hết lời khen ngợi về cử chỉ cao đẹp của CR7. Theo truyền thông Pháp, nhà đương kim vô địch Lyon đã rất hân hoan trước thông tin Lewandowski không thể dự trận tứ kết Champions League vì chấn thương, bởi họ hiểu Lewy nắm giữ hơn nửa sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, trong những chia sẻ mới đây, Mauricio Pochettino vẫn dành sự tôn trọng tối đa cho đại diện nước Đức. Huấn luyện viên người Argentina cũng nhắc lại việc Tottenham Hotspur từng vượt qua Man City dù thiếu vắng Harry Kane. "Chúng tôi không phải những kẻ ngu dốt. Bayern chưa bao giờ là một đội bóng dễ đá. Họ đang là đương kim vô địch châu Âu. Tất nhiên chẳng có lý do gì để run sợ. Chúng tôi sẽ bay tới Munich với tất cả sự tôn trọng cùng với mục tiêu là vào bán kết. Tôi thấy việc Lewandowski vắng mặt chính là lợi thế cho PSG." Suốt vài tháng trở lại đây, Erling Haaland đã được đồn đoán là mục tiêu hàng đầu của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè tới. Trước những đồn đoán, huấn luyện viên Thomas Tuchel tỏ ra khá bình thản. Chiến lược gia người Đức phát biểu: "Haaland là một cầu thủ của Dortmund và tôi biết đã có những tin tức đáng chú ý xoay quanh cậu ấy cũng như người đại diện. Có vẻ như một số người đang tạo nên một cuộc đua dành cho kỳ của Haaland." Về Aguero, câu trả lời cũng tương tự như với Haaland: "Chúng tôi đã có sự tôn trọng tuyệt đối cho Man City cũng như Aguero. Tôi chẳng cần phải nói thêm về những thành tựu của Aguero. Đó là một cầu thủ đẳng cấp, nhưng đừng quên, chúng tôi đang cạnh tranh với Man City ở 3 đấu trường, nên tôi sẽ không bao giờ nói về tương lai cầu thủ của họ." Hôm qua, Hà Nội đã thua 0-2 trước Đà Nẵng ở vòng 7 V-League. Trận thua này khiến nhà đương kim Á quân rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai 6 điểm. Hà Nội đã quyết định sa thải huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và mời cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc thay thế. Đội chủ sân hàng 7 tỏ ra ý định cứu vãn mùa giải 2021 trước khi quá muộn. Chia tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là quyết định khó khăn với Hà Nội. Kể từ khi thay chỗ huấn luyện viên Minh Đức vào năm 2016, Chu Đình Nghiêm đã giúp Hà Nội thống trị bóng đá Việt Nam, giành 3 chức vô địch V-League, 2 cúp quốc gia và 3 siêu cúp quốc gia. Ngoài ra, ông cũng dẫn dắt Hà Nội lọt vào bán kết AFC Cup mùa trước. Huấn luyện viên Kiatisak vẫn chưa thực sự hài lòng về sức mạnh của Hoàng Gia Lai, dù đội bóng này đang thi đấu thăng hoa. Theo ông, còn quá sớm để nói Hoàng Gia Lai là ứng cử viên vô địch V-League mùa này. Bên cạnh đó, Zico Thái cho biết giấc mơ của ông là đương con sao số 1 Thái Lan hiện nay, Chanathip Songkrasin, về với đội bóng phố núi. Cả Chanathip và Công Phượng đều có biệt danh là Messi ở quốc gia của mình nhờ lối chơi lắc léo và kỹ thuật, Kiatisak nói. "Giấc mơ của tôi là đưa Chanathip về Hoàng Gia Lai đá cặp cùng Công Phượng. Như vậy, tôi sẽ có trong tay hai Messi của Đông Nam Á. Tuy nhiên, tôi chỉ nói vui thôi vì Chanathip vẫn đang còn hợp đồng ở Nhật Bản. Mục tiêu thực tế nhất lúc này là tôi sẽ đưa Hoàng Gia Lai trở lại với vị thế và tầm vóc giống như thời tôi còn thi đấu ở đó. Khi đó, Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng hàng đầu V-League và từng vô địch nhiều lần. Các cầu thủ Hoàng Gia Lai hiện tại có nhiều tiềm năng, có kỹ thuật tốt và sẽ còn phát triển lâu dài hơn nữa."